nhận định bóng đá Việt Nam vs Uzbekistan tăng độ khó. Sau trận thua Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đối mặt thử thách khó hơn ở trận giao hữu với Uzbekistan lúc 18h35 phút hôm nay ngày 13 tháng 10. Uzbekistan là đối thủ thứ hai của đội tuyển Việt Nam trong loạt trận giao hữu tháng 10. Đây là trận đấu tập kính. Do đội tuyển Việt Nam chỉ được thi đấu 2 trận chính thức trong đợt tập trung này theo quy định của FIFA. Sau nửa năm làm việc cùng huấn luyện viên Philip Trossier, đội tuyển Việt Nam dần thấm nhuần triết lý tấn công, kiểm soát bóng. Tỷ lệ giữ bóng của đội tuyển Việt Nam được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, tính hiệu quả chưa cao. Mặt khác, khả năng phòng ngự yếu kém của đội tuyển Việt Nam là lý do dẫn tới trận thua 0-2 trước Trung Quốc cách đây ít ngày. Đội tuyển Việt Nam thay đổi rõ nét về lối chơi nhưng dường như huấn luyện viên Trossier vẫn đang loay tìm lời giải cho hàng công của đội. Khả năng triển khai bóng ở sân nhà và giữ sân là tương đối ổn định, nhưng đội tuyển Việt Nam thiếu bài vở khi có bóng ở sân đối phương. Huấn luyện viên Trossier thử nghiệm nhiều phương án, sử dụng gần như đầy đủ các cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở hàng công. Tuy nhiên, vấn đề này chưa được giải quyết. Sau 4 trận giao hữu, đội tuyển mới chỉ ghi được 4 bàn. Đây là con số không quá ấn tượng khi các đối thủ của tuyển Việt Nam thời gian qua không mạnh vượt tầm. Trước Hồng Kông, Trung Quốc, Syria, Palestine hay thậm chí cả đội tuyển Trung Quốc, số pha tấn công tạo cơ hội bóng mở như huấn luyện viên Trossier mong muốn không nhiều. Ngoài ra, nhà cầm quân người Pháp chưa thể định hình rõ ràng bộ khung thi đấu. Dù các trận đấu hiện nay đều mang tính chất thử nghiệm nhưng huấn luyện viên Trossier khiến các cổ động viên sốt ruột. Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có trận đấu lắp ghép lực lượng tối ưu khi vòng loại World Cup 2026 đến gần. Trong khi đó, đội tuyển Uzbekistan sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu: Hutnidin Alikulov, Kekurispo, Thổ Nhĩ Kỳ, Abusbet Fayunlu Seka, Moscow, Nga, Rustem Osmatov, Rubin Kazan, Nga hay Abdul Kodi Khusanov, Roseland, Pháp. Đội bóng nằm trong top 10 châu Á rõ ràng được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Việt Nam. Thử thách dành cho thầy trò huấn luyện viên Trossier trận này lớn hơn so với cuộc đối đầu Trung Quốc. Huấn luyện viên Trossier chắc chắn sẽ tiếp tục thử nghiệm. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cần một màn trình diễn tốt và cũng phải chú ý tới kết quả để chứng minh những phép thử này đi đúng hướng. Đội hình dự kiến Việt Nam vs Uzbekistan. Việt Nam: Văn Lâm, Tuấn Tài, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Minh Trọng, Hùng Dũng, Thái Sơn, Tiến Anh, Tiến Linh, Hoàng Đức, Tuấn Hải. Uzbekistan: Yusupov, Alikulov, Esmurudov, Seytov, Khambobekov, Sukurov, Sefi Vtogumivir, Abdikolikov, Masaripov, Khosimov. Dự đoán: Việt Nam 0-2 Uzbekistan.